Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Bảy ngày 7 tháng 1. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ẩu đả sau va quẹt xe trên đường Phạm Văn Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh, một cảnh sát hình sự bị đâm tử vong. Tổng vệ sinh sân Mỹ Đình trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia. Trích xuất camera cuộn tôn hàng chục tấn lăn đè bẹp cabin xe đầu kéo rơi xuống quốc lộ 51. Gắp con đĩa 5cm sống trong bụi thiếu niên 14 tuổi ở Nghệ An. Bí ẩn xe tải chở một thanh niên và hai xe máy trong thùng gây tai nạn bỏ chạy, tiếp tục va chạm với cảnh sát giao thông. Trung Quốc bắt đầu xuân vận năm 2023 từ hôm nay ngày 7 tháng 1. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 7 tháng 1. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ ẩu đả sau va quẹt xe trên đường Phạm Văn Đồng, một cảnh sát hình sự bị đâm tử vong. Nghi phạm liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ ngay sau đó. Vụ án mạng do ẩu đả sau va quẹt xe này làm hai người bị đâm, trong đó một người tử vong là cán bộ công an. Theo ghi nhận, khuya ngày 6 tháng 1, tại vòng xoay Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định thuộc phường 1, quận Gò Vấp, anh D, 34 tuổi, xảy ra va quẹt xe máy với Phạm Văn Đoan, 37 tuổi, ngụ Bình Dương. Vụ va quẹt xe không làm ai bị thương, nhưng sau một lúc cự cãi, hai người đã lao vào đánh nhau. Đoan cầm dao tấn công anh D. Anh D cũng lấy trong cốp xe một cây dũ đánh trả. Sau đó anh D bị đâm trúng ngực nên gục xuống. Thế vậy, anh B, 40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, liền chạy tới can ngăn, cũng bị Đoan đâm vào lưng. Lúc này nhiều người cùng lao vào khống chế Đoan. Hai nạn nhân bị đâm nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên anh D đã tử vong, còn vết thương của anh B hiện đã ổn. Qua xác minh của công an, anh D là cán bộ thuộc đội cảnh sát hình sự công an quận 10. Ngay trong đêm, lãnh đạo đội này cũng tới hiện trường. Ngày 7 tháng 1, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe đầu kéo chở theo 3 cuộn tôn nhưng chỉ tràn buộc 2 cuộn. Khi tới chốt đèn, tài xế thắng gấp thì cuộn tôn không được tràn đã lăn đè bẹp phần cabin xe rồi rơi xuống đường. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trưa ngày 6 tháng 1 trên quốc lộ 51 đoạn qua xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chiếc xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 51, khi tới ngã ba Phước Thái thì thắng gấp để dừng đèn đỏ. Lúc này, một cuộn tôn hàng chục tấn lăn trên rơ móc đè vào phần cabin và rơi xuống đường. Rất may không có ai bị đè trúng. Vụ việc làm cabin xe hư hỏng, giao thông ùn tắc trên quốc lộ 51. Theo camera, trên xe có 3 cuộn tôn nhưng chỉ có 2 cuộn được tràn lại bằng dây xích. Công an sau đó đã đến xử lý hiện trường. Sáng ngày 7 tháng 1, sân Mỹ Đình tiếp tục được tổng vệ sinh để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia vào ngày 9 tháng 1 tới. Trước đó, tối ngày 6 tháng 1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cuộc họp khẩn về tình trạng xuống cấp của sân Mỹ Đình. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã điện thoại cho ông Nguyễn Văn Phúc, hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Ông Hùng yêu cầu ông Phúc chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên, sinh viên nhà trường tổ chức hoạt động tình nguyện để hỗ trợ làm vệ sinh cho sân Mỹ Đình. Từ 8 giờ sáng ngày 7 tháng 1, hơn 100 sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã có mặt tại sân Mỹ Đình để tiến hành công tác vệ sinh. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, các sinh viên được chia thành nhiều nhóm, mỗi người được trang bị chổi, cây lau nhà, cuốc. Trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 9 tháng 1. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cầu Rạch Miễu, do lưu lượng xe tăng cao, một số xe lên dốc chậm nên từ sáng ngày 7 tháng 1 đã xảy ra hiện tượng ùn ứ cả hai tuyến đường dẫn lên cầu Rạch Miễu. Theo ghi nhận, trong hàng ngàn phương tiện bị ùn ứ trên quốc lộ 60 vào buổi sáng cùng ngày, hầu hết là xe tải về miền Tây để chở nông sản, chở hoa Tết lên thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông để tiêu thụ. Ông Nguyễn Minh Toàn, 43 tuổi, ngụ Đồng Nai cho biết, sáng nay ông nhận hợp đồng chở 500 chậu cúc mâm xôi từ chợ Lách, Bến Tre lên Bình Dương. Dù đã tranh thủ đi từ sáng sớm, nhưng khi đến cầu Rạch Miễu cũng không thoát được cảnh chờ đợi chen chúc. Đến chiều ngày 7 tháng 1, tình trạng kẹt xe càng thêm nghiêm trọng, hàng ngàn xe tải chen chúc nhích từng chút trên đường. Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã chốt chặn luồng xe phía tỉnh Tiền Giang để ưu tiên xe phía tỉnh Bến Tre qua cầu. Đồng thời, trạm thu phí BOT Rạch Miễu cũng xả trạm trong khoảng 15 phút. Tại Nghệ An, hôm nay các bác sĩ quân y đã gắp một con đĩa rừng 5cm chui vào mũi nam thiếu niên 14 tuổi, người dân tộc Mông ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.
Bệnh xá Quân Dân Y, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 đóng tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An mới tiếp nhận một bệnh nhân bị đĩa rừng chui vào ký sinh sâu trong hốc mũi. Theo gia đình, em Vừa Bá Chẩn, 14 tuổi, ngụ xã Na Ngoi, gần đây Chẩn xuất hiện biểu hiện khó thở nhẹ, một bên lỗ mũi trái khó chịu và chảy máu. Tại đây, các bác sĩ quân y đã tiến hành thủ thuật nội soi mũi, gắp ra một con đĩa dài khoảng 5cm. Sau khi con đĩa được gắp ra khỏi mũi, bệnh nhân Chẩn đã không còn khó thở và dần cầm máu. Các bác sĩ khuyến cáo, đĩa rừng thường chui vào cơ thể người thông qua tiếp xúc khi con người bất cẩn, uống nước suối hoặc bơi lội, ngồi, nằm ở địa điểm đĩa sinh sống. Sáng ngày 7 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, phát hiện các kiện hàng nghi chứa ma túy. Lực lượng chức năng tìm thấy 3 vận đơn gồm 8 kiện thùng cắt tông có trọng lượng hơn 205 kg, được gửi về từ Cộng hòa Liên bang Đức. Trong các kiện thùng này cất giấu 98 kg ma túy tổng hợp, gồm 45 kg MDMA, 53 kg ketamin và 2.000 gói nước vui, là loại ma túy được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp, hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá liều. Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ việc. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội đã bàn giao các nghi phạm và vật chứng cho công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một xe tải loại tải trọng 500 kg gây tai nạn nhưng bỏ chạy. Xe này sau đó va chạm với xe cảnh sát giao thông rồi đâm vào nhà dân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 7 tháng 1, người dân nhìn thấy xe tải chạy tốc độ cao trên đường Đơ Trang Long hướng từ đường Nguyễn Xí, đường Phan Văn Trị, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau xe tải, có một xe đặc chủng của cảnh sát giao thông đuổi theo. Khi vừa qua cầu Băng Kỳ, xe tải này va chạm với xe cảnh sát giao thông và một xe máy khác rồi lao vào nhà số 253 Nơ Trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh. Sau khi gây tai nạn, lái xe và phụ xe nhanh chóng bỏ lại xe, rời khỏi hiện trường. Theo ghi nhận, vụ tai nạn khiến phần đầu xe tải hư hỏng nhẹ, cổng nhà dân bị tông nứt, chiếc xe máy của một người dân trong vụ tai nạn cũng bị hư hỏng. Chiến sĩ cảnh sát giao thông bị xây xát nhẹ, kiểm tra bên trong thùng xe, cảnh sát phát hiện có 2 xe máy nghi là xe gian và một thanh niên khác đang ngồi bên trong. Người này sau đó được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Trưa cùng ngày, anh NQT, ngụ Nhân Trạch, Đồng Nai cho biết, một trong 2 chiếc xe máy trong thùng xe tải chính là xe của anh bị mất trộm. Hiện anh đang làm việc với cơ quan chức năng liên quan vụ việc. Chuyển sang những tin tức thế giới. Đáng chú ý với thông tin Trung Quốc bắt đầu xuân vận năm 2023 từ hôm nay ngày 7 tháng 1. Theo ước tính sẽ có 2,1 tỷ lượt đi lại nội địa trong vòng 40 ngày dịp Tết Nguyên đán, bằng 70% so với năm 2019. Riêng đối với đường hàng không, dự kiến trung bình mỗi ngày sẽ có đến 11.000 chuyến bay. Dự báo đi lại nội địa của Trung Quốc tăng mạnh sau khi chính quyền nước này nới lỏng chính sách Zero Covid nghiêm ngặt vào tháng trước. Từ Chủ nhật, Trung Quốc cũng không còn yêu cầu người từ nước ngoài phải cách ly tại các cơ sở được chỉ định, giúp công dân Trung Quốc thoải mái đi du lịch nước ngoài hơn. Nhà chức trách cảnh báo, đợt xuân vận năm nay có thể rơi vào thời gian đỉnh điểm của dịch Covid-19 và có nguy cơ trở thành khó khăn và thách thức lớn nhất trong nhiều năm qua. Ngoài ra, các nhân viên ngành giao thông vận tải cũng chưa tăng tốc kịp sau thời gian hoạt động bị đình trệ vì dịch. Sáng ngày 7 tháng 1, chuyến bay chở 136 hành khách và 6 phi hành đoàn của Jetstar Japan từ Narita đến Fukuoka đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Chubu. Nguyên nhân được cho là bị đe dọa có bom. Theo Jetstar và đơn vị quản lý sân bay, mọi người trên máy bay an toàn, một số hành khách bị thương nhẹ khi sử dụng cầu phao thoát hiểm. Sân bay Chubu tạm thời đóng cửa đường băng sau sự việc. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. Hình ảnh liên quan đến vụ đấu súng ác liệt, hậu quả 29 người chết trong vụ bắt con trai trùm ma túy El Capo. Chính quyền Mexico ngày 6 tháng 1 giờ địa phương xác nhận 10 binh sĩ và 19 nghi phạm đã thiệt mạng trong chiến dịch bắt giữ trùm ma túy Ovidio Guzman diễn ra trước đó một ngày. Vụ bắt giữ biến thành một màn đấu súng ác liệt tại khu vực sân bay Culiacán, thủ phủ bang Sinaloa. Ovidio Guzman, biệt danh là El Ratón,
là con trai trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman, còn gọi là El Capo. Hắn sau đó đã được đưa đến nhà tù Antiplano, nơi El Capo từng ở trước khi bị dẫn độ đến Mỹ năm 2017. Bộ trưởng Quốc phòng Luis Crescencio Sandoval cho biết một đại tá nằm trong số các binh sĩ thiệt mạng. Ngoài ra, 35 binh sĩ khác bị thương do trúng đạn đã được đưa đến bệnh viện và 21 tay súng bị bắt. Không có thông tin về dân thường nào thiệt mạng. Diễn biến thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định từ chiều tối nay ngày 7 tháng 1, mưa sẽ giảm dần tại khu vực Trung Bộ đến Nam Bộ. Bắc Bộ cũng chỉ còn mưa vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và Tây Nguyên cũng có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tuy nhiên, từ tối và đêm ngày 7 tháng 1, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ giảm dần. Khu vực Nam Bộ có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tuy nhiên, mưa sẽ giảm dần, từ ngày mai, thời tiết sẽ tốt hẳn lên. Về nhiệt độ, từng khu vực được ghi nhận cụ thể như sau. Phía Tây Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Cao nhất từ 21 đến 24 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C. Vùng núi từ 10 đến 13 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Cao nhất là từ 20 đến 23 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, cao nhất từ 20 đến 23 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 23 đến 29 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.